Alo mọi người, cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Chimney. Hôm nay Thảo đọc tiếp cuốn truyện của bé Kim tập 3, tác giả Từ Nguyên nghe mọi người. Và tới đây coi bé Kim đọc tiếp là bé Kim đi chợ với mẹ coi như thế nào. Cô bé này đi chợ có những điều thú vị gì thì nó Thảo sẽ đọc một cái bài đi chợ với mẹ. Bé Kim đi chợ với mẹ. Hôm đó là ngày chủ nhật trời nắng ấm, bố đã ăn sáng trước, đi đánh tennis với bạn. Trong nhà còn lại hai mẹ con Kim đang vừa ăn sáng vừa trò chuyện. À, còn em bé đang ngủ nữa. Vừa ăn xong, mẹ âu yếm hỏi Kim, sáng nay con có phải làm gì không? Lúc đó Kim vừa đứng lên dọn dẹp ly đĩa, nghe mẹ hỏi Kim trả lời, dạ không mẹ, con tính bắt đầu đọc cuốn truyện cô giáo mới cho con. Nhưng không gấp đâu, về chiều về con sẽ xem. Rồi nhìn mẹ như muốn hỏi, mẹ tính đi đâu bây giờ sao? Ừ, mẹ con mình đi siêu thị để mua ít thức ăn. Tuần tới cô Hà qua nhà mình ở lại vài ngày, mẹ muốn thêm một vài thứ để tiếp đãi cô. Kim hứng hở vì sắp được gặp lại cô Hà từ nước Đức sang chơi. Từ dạo lễ Giáng sinh năm nào tới giờ Kim không được gặp cô. Cô Hà chỉ nói chuyện điện thoại với mẹ hay Kim, hay gửi thiệp mỗi khi đi xa. Vui mừng Kim nói, dạ mẹ, con đánh răng thay quần áo rồi đi. Mẹ cũng vậy và cười nói tiếp, chứ không lẽ mẹ mặc áo ngủ mà đi à? Nói vậy chứ mẹ không đi thay áo liền. Mẹ tới hộp để trên tủ lạnh, lấy ra những tấm phiếu màu vàng, đem ra bàn viết làm phiếu đi chợ. Tấm phiếu màu vàng không phải là sáng kiến của bố hay Kim. Bố lấy ý từ một hiệu thuốc Tây mà chắc rằng hiệu nào cũng phải làm như vậy. Nếu đó là hộp thuốc cuối cùng, người bán hàng cầm theo tấm phiếu gắn trên hộp và nói với những người cùng bán trong hiệu thuốc rằng sẽ kêu người giao thêm thứ thuốc này. Một hôm bố đi mua thuốc về, khoe với mẹ và Kim, chắc mình phải làm theo lối này, là để vào mỗi thứ cần dùng một tấm phiếu màu vàng, khi thấy cần hết lấy ra bỏ vào hộp để trên tủ lạnh. Các nhà thuốc Tây làm như vậy đó. Trước khi đi chợ, bỏ ra vài giây đồng hồ làm thư đi chợ để nhớ mà mua. Mẹ nhăn mặt, mình là nhà văn, nói chi thì nói cho đúng, ai lại nói thư đi chợ bao giờ? Nói là phiếu đi chợ được rồi, mà nhà thuốc Tây người ta có cả trăm ngàn thứ, mình chỉ có dăm bảy thứ đâu cần tới. Bố không đồng ý. Đây là vấn đề nguyên tắc và vấn đề giáo dục. Việc tổ chức trong nhà không chỉ cho mình mà còn để cho con bắt chước. Nếu mình tổ chức như vậy, sau này bé Kim sẽ ngăn nắp kỹ càng hơn. Bãi đậu xe trước siêu thị rất rộng, ở gần cửa đi vào, nhờ có bóng cây che nên có bóng diêm và mát. Thế mà mẹ con Kim tới giờ đó mà xe đậu đã gần đầy bãi. Đi quanh một vòng không tìm ra chỗ gần và diêm mát, mẹ đành ngừng xe chỗ nắng ngay giữa bãi đậu xe. Mở cửa ra mẹ nói, chỗ tốt người ta dành hết rồi con, mà con thấy người ta đậu phí chỗ quá, nhích lên nhích xuống một tí có phải chỗ cho xe người khác nữa phải không con? Kim tán đồng, dạ con chỉ nghĩ rằng mấy người coi an ninh nên một giấy cảnh báo trên kiến trước của những chiếc xe đó, ba lần như vậy sẽ bị phạt. Mẹ gật gù, con có ý đó hay, sau lớn con làm ông tòa được đó. Thôi đi lấy xe đẩy đi con, mình mua thứ nặng không à? Dạ con có đem theo đồng 10 phân để con lấy xe. Lúc đó có một bà rầm đi tới trả xe.
Bà ngỏ ý với Kim rằng thay vì Kim lấy xe mới, Kim đưa cho bà 10 phân để lấy xe bà đã dùng xong. Kim ngừng ngừ nhìn lên mẹ như hỏi ý. Thấy mẹ gật đầu, Kim nói với bà Đầm: dạ thưa bà, đây là 10 phân của bà. Và đưa tay lấy xe. Sau khi vào chào bà Đầm, mẹ nói với Kim lúc đó đang đẩy xe: như vậy con đỡ phải đi xa, và bà Đầm cũng đỡ phải đi xa hơn. Trong xe đẩy của bà mới giao cho con còn có cả những bao plastic chốc nữa bỏ những thứ vừa mua để lên xe hơi nữa chứ. Kim mỉm cười với mẹ: ôi, những bao đó lát nữa thiếu gì. Siêu thị đã đông nghẹt người, vào tới cửa mẹ nói như phân công: bây giờ con đẩy xe tới mua nước, còn lại mẹ mua đồ khô và đồ hộp. Xong hẹn nhau trễ lắm là 15 phút nữa trước quầy hàng này. Mẹ lấy một giỏ plastic để xách cho tiện. Nhìn lên thấy Kim thấy những dãy kệ bằng sắt trắng bày đầy đồ hộp thức ăn, thức uống theo từng loại khác nhau. Phía trên là những tấm bảng ghi rõ nơi đây là những thứ gì. Thường thì Kim hỏi người bán hàng cho nhanh, nhưng lần này không cần phải hỏi. Kim biết rằng thức uống nằm ở cuối dãy bên tay trái. Coi lại phiếu đi chợ của mẹ mà mẹ xé cho Kim một nửa. Bé Kim đẩy xe tới lựa các thức uống, cũng không được nhanh chóng vì trên hành lang quá nhiều xe đẩy, nhiều chiếc chở đầy chai, hộp, và mà không thấy có người. Có chiếc xe một đứa đẩy như chơi đùa làm nghẽn lối đi, không ai nói gì. Kim tính lên tiếng mắng thằng bé thì thấy một bà lớn tuổi đang xăm xăm đi tới. Nơi đây các bịch Coca-Cola hay chai nước suối được bày ra dưới thấp. Thôi thì đủ hiệu, đủ kiểu, mới nhìn không thấy liền thứ mình thường kiếm đâu. Tiếp liền nơi cô bán nước là nước ngọt và rượu vang và rượu mạnh, vì đang giữa mùa rượu vang, nhiều người đua nhau tới mua rượu. Trở về quầy hàng, Kim sắp hàng. Một lát sau mới thấy mẹ trở lại. Mẹ nói: người ta cứ thay đổi vị trí là mẹ phải tìm kiếm mãi mới thấy. Ông Tây đứng tiếp sau Kim thấy mẹ tới, tỏ vẻ không bằng lòng. Có lẽ ông ta tưởng rằng mẹ từ dưới lên chiếm chỗ trên này cho nhanh hơn. Chuyện đó không ai làm. Hiểu ý ông ta, mẹ chỉ nói trỏng. Mặt mẹ trông lạnh lùng: chúng tôi đi chung. Trước mặt ông ta lại có một chiếc xe đẩy đầy ắp các thức hàng nhưng lại không có người. Chủ của xe này có lẽ quên một thứ chi trên đi kiếm. Ông Tây cằn nhằn, nhưng mẹ ra dấu cho Kim lờ đi, không lên tiếng làm chi. Mẹ từng dặn Kim rằng trước khi đi tới lượt mình phải chuẩn bị sẵn tiền trong tay để trả cho người ngồi thu tiền. Có người tới lúc đó chỉ lo bỏ hàng vào bao, không lo trả tiền. Cho tới khi bỏ vào bao xong xuôi, cô bán hàng chờ đợi đã đời. Lúc đó mới mở bóp, đếm bạc cắt thiệt là khổ. Trả bằng thẻ tín dụng thì cầm sẵn thẻ ra tay, mà nhớ đừng quên số bật mã của tấm thẻ của mình. Cũng còn chuyện nữa, khi lấy gói hàng ở trên quầy hàng và đọc ngày tháng in trên gói hàng, nhớ coi thử có giá tiền và dấu hiệu code ghi trên gói hàng hay không. Không thấy phải đổi hộp khác hay kêu người của nhà hàng, để tránh khỏi bị kẹt ở chỗ trả tiền. Thế nhưng không phải ai cũng làm như lời mẹ dặn. Thì y như rằng trước khi tới lượt mẹ, con Kim, người bán hàng, bấm chuông loạn xạ lên, kêu một người phụ tìm dùm giá tiền của một gói hàng.
máy tính đang ở nửa chừng không thể ngưng được, mọi người đành phải chờ. Nhưng rồi cũng qua khỏi cửa ải này, Kim đẩy xe ra xe hơi, nói với mẹ: "Mẹ thấy ông Tây ở sau mình không? Ông tưởng rằng mẹ ở dưới mà lững lên đó." Mẹ cười: "Ông thấy bên này phải chờ lâu, bỏ qua hàng bên cạnh." Ngay lúc đó, máy tính tự động của cô bán hàng hết giấy. Cô bán hàng bấm chuông kêu ơi ơi. Mọi người lại phải chờ, trong đó có cô ta, có ông ta. Mà không biết kho vật liệu của siêu thị có còn giấy cho máy tính không. Lúc này khách hàng vẫn còn đông đảo. Mẹ phụ với Kim đẩy xe ra để cho vào thùng xe. "Từ từ con." Mẹ bảo, mẹ bỏ chuối sau để lên trên kẹo dập, và trứng cũng để trên, nước để dưới trong, phía trong. Đẩy xích vào. "Thôi, con đi trả xe rồi mình về." "Dạ mẹ." Trên xe, Kim hỏi mẹ: "Mẹ có mua cà rem dâu cho chúng con không đó mẹ?" "Có chứ, với sô-cô-la nữa." Kim luyến thoắng: "Cảm ơn mẹ, con nhớ hồi đó chị Liên có cho con tấm sô-cô-la mà con quên cảm ơn chị, làm mẹ rầy con. Mới đó mà đã mấy năm rồi, trời nắng nóng, đường về nhà kẹt xe thế này, không hiểu cà rem của con có chịu được không." "Không sao đâu con, một chốc lát thôi, mẹ cũng đã bỏ vào thùng lạnh trong xe hơi rồi. Có cà rem là con quên hết những chuyện bực dọc khi phải xếp hàng trong siêu thị rồi phải không?" "Mẹ à, con nghe nói rằng ở bên Cali, các cô các chú không cần đi chợ, các cô các chú chỉ cần kêu điện thoại là người ta giao hàng đến tận nhà. Mà rẻ nữa, tại sao bên này người ta chưa làm như vậy hả mẹ?" "Mẹ cũng không biết nữa, chắc là bên này chưa tiến đến mức độ đó. Thôi con, chờ khi con lớn lên con tổ chức chuyện đó." Ghi chú: từ năm 1002 trở đi vì đồng 10 phân không còn dùng tới, nên bây giờ người ta dùng tiền euro thay thế. Tiếp theo câu chuyện là ủi quần áo quần với mẹ. Ủi áo quần, thấy mẹ đang ủi áo quần ở phòng khách, Kim chạy lại: "Mẹ ủi áo quần hả mẹ?" Mẹ tươi cười nhìn lên: "Ừ con, tuần trước đã không ủi, nay có mấy cái khăn ăn, khăn trải bàn và áo quần của bố, mẹ ủi cho xong." Tất cả những thứ đồ đang nằm trong một bao vải lớn. Mỗi khi áo quần vừa khô, bố hay mẹ xếp vào bao vải đó. Mẹ nói cho gọn gàng, chờ lúc đem ra ủi, bao vải để trên bàn để ủi và được mẹ lấy ra dần dần. Mẹ nói không nên bày bừa ra, vì nếu không có giờ ủi hết khỏi mất công bỏ vào lại. Lúc Kim vừa tới thì mẹ đang rót thêm nước vào bàn ủi. Đây là loại bàn ủi có hơi nước bốc ra làm ẩm mặt ủi. Nhờ vậy ủi áo quần được thẳng hơn, cũng có thể tẩm nước trên áo quần như bố hay mẹ đã từng làm trước khi có bàn ủi này. Mà hồi đó bao giờ mẹ cũng làm trong buồng tắm kẻo ướt nhà. Kim nhìn mẹ đổ nước vào bàn ủi một cách chậm rãi và hỏi: "Chừng nào thì mẹ ngừng đổ nước hở mẹ?" Mẹ chỉ vào một bên hông bàn ủi và nói: "Con có thấy cái gạch ngang và cái ghi chữ 320ml ở đây không? Khi nào nước tới ngang mức này thì phải ngừng." Dù vậy, không bao giờ mẹ
đổ nước tới mức đó cả. Bao giờ mẹ cũng đổ ít hơn một tí. Mẹ đổ nước xong rồi, để con ủi thay cho mẹ. Lúc đó, một chiếc áo sơ mi trắng đang được dàn ra trên bàn ủi. Mẹ vừa cắm điện vừa trả lời Kim: để mẹ ủi xong chiếc áo sơ mi cho bố, rồi con ủi mấy chiếc khăn ăn. Ui, áo sơ mi khó hơn khăn ăn nhiều. Mà tại sao mẹ lộn ngược tay áo lại như vậy hả mẹ? Mẹ phải lộn ngược tay áo lại để ủi nơi vai, hay khi đã ủi hai vạt áo trước và sau rồi lộn ngược tay áo lại để ủi tay áo? Nếu không, không được thẳng cho lắm, mà chắc là con đã biết điều chỉnh độ nóng của bàn ủi. Vâng, có lần con ủi, con xoay tròn cái vòng và nấc này là min, màu xanh là max, màu đỏ nghĩa là từ lạnh tới nóng, tới vùng đỏ đậm là bàn ủi nóng hơn. Mẹ thấy phải lưu ý Kim một điều: khi ngừng ủi, con phải giảm độ nóng của bàn ủi xuống. Đừng nói là mình chỉ ngừng một chút thôi rồi ủi lại, thành ra cứ để bàn ủi nóng như thế. Khi vô ý đặt bàn ủi xuống, nóng quá cháy áo quần luôn. Thứ hai nữa là khi ngừng, con để bàn ủi đứng lên. Không nên bao giờ để bàn ủi ở vị trí nằm, vì như vậy sức nóng sẽ làm vàng lớp vải bọc cái bàn để ủi, nếu không nói cháy luôn. Kim tươi cười: con có thấy một vài vết cháy trên bàn ủi? Mẹ trả lời: ừ, bố nói đó là những tác phẩm của bố đó. Ủi áo quần buổi sáng chủ nhật, bố vừa ủi vừa coi truyền hình hay ca nhạc nên có khi vô ý để cháy. May mà mới chỉ có một lần bố làm cháy quần pyjama bằng sợi hóa học của mẹ thôi. Tới lúc đó có tiếng mở cửa và bố xách vợt tennis xuất hiện trước cửa. Mọi người nhìn ra, bố từ từ đi vào phòng khách. Kim Don đã chạy tới chào bố mới về. Mẹ tươi cười nói: mới nhắc tới bố thì y như rằng bố xuất hiện. Bố ngồi xuống cởi giày và nói tiếp: như trong tuồng hát vậy, mà mẹ và Kim nói gì bố đấy? Kim thay mẹ trả lời liền: dạ, mẹ đang nói bố làm cháy mặt bằng ủi, và bố ham coi đá banh trên truyền hình nên làm cháy quần pyjama của mẹ. Ừ đúng, chỉ một lần đó thôi, cách đây cũng đã 5 năm mà đủ cho bố rút kinh nghiệm. Mẹ thấy không từ ngày đó đến nay đâu có bị cháy hay xám mặt bàn nữa. Kim nhắc lại bố: mẹ dặn mỗi lần ngưng ủi nên giảm nhiệt độ của bàn ủi. Mẹ nói với Kim: bây giờ tới lượt con ủi đi, còn mấy cái khăn ăn chắc là dễ đối với con. Bố từ trong phòng ăn đi lên, tay cầm cốc nước chanh như nói tiếp câu chuyện dở dang. Có lẽ mẹ còn nhớ hồi đó trong nhà bà nội ở nhà quê, tuy là nhà quê nhưng cũng sang trọng, ủi bằng bàn ủi với than đỏ. Mình phải quạt than cho đỏ bàn ủi mới nóng lên, nếu không cẩn thận có khi quạt tàn bay ra bẩn cả áo. Bố đã đưa mẹ trở về khung cảnh sống của bốn năm chục năm trước. Hồi đó chưa có bàn ủi bằng điện. Bàn ủi là một tấm kim khí được hâm nóng trên lò sưởi, hay than được bỏ ngay vào trong bàn ủi như bố của Kim vừa nói. Mình còn nhớ không? Có hôm gần ngày Tết, cô Hương ủi áo gấm cho bà nội, vô ý quạt than như vậy làm cháy cả vạt áo. Thôi thì cả nhà sợ xanh mặt, không ai biết phải làm sao. Kim thấy hồi hộp và lo lắng quá,
không chờ được giục bố. Rồi sao nữa bố? Chờ lâu quá không thấy ai đem áo lên, bà mặc áo cánh đi xuống. Rồi con biết sao không? Chắc mẹ còn nhớ. Mẹ gật đầu, ra chiều cảm động khi nhớ lại chuyện cũ. Nhớ chứ, bà nội biết chuyện, và khi thấy mọi người đang run sợ, ôn tồn bà nói: "Này, các con đừng có sợ, ta có nhiều áo khác để mặc, nhưng nhớ rằng làm gì cũng phải có ý tứ, phải để tâm trí vào việc đang làm, và làm việc gì mà làm một việc mà thôi, và cố gắng làm cho đàng hoàng, cũng không phải là phí của đâu. Chiếc áo quý này là một bài học cho các con." Mọi người cảm động quá, cô Hương chạy tới ôm chân bà khóc thúc thích. Kim nói: "Con cũng cảm động và thương bà." Mẹ nhìn bàn ủi nhắc Kim: "Ấy, con coi chừng, đừng làm cháy khăn ăn của mẹ. Mẹ mua bộ khăn ăn này từ Canada đó. Mẹ không như bà nội đâu. Cháy khăn ăn của mẹ, mẹ trừ vào tiền túi tháng tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hai câu chuyện đi chợ ngày Chủ nhật của bé Kim, và mẹ dạy cho bé Kim cách ủi đồ, và nhắc lại chuyện xưa ở Việt Nam, ủi bàn ủi than. Thảo vẫn còn nhớ là cái bàn ủi than đó. Và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hai câu chuyện của Thảo đọc vừa rồi. Và cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn các bạn trong video tiếp theo, chuyện cô bé Kim. Và đừng quên bấm like và comment và đăng ký kênh Cuộc Sống Thảo Hồ Chimney nhé. Bye bye.